Anh chàng vừa què vừa nghèo vừa xấu này được xếp vào diện ế bền vững không lấy nổi vợ. Chả hiểu ai xui mà chạy đến tiệm quan tài, đặt mua một người giấy về để làm vợ. Mặc kệ những lời khuyên ngăn và rèm pha của mọi người, anh què vẫn chung sống với người giấy như vợ chồng. Hôm nay anh mua son phấn về bôi cho người giấy, thậm chí anh còn lấy máu của mình để điểm cho con ngơ trên mắt người giấy. Mấy hôm sau, anh què được phát hiện trong tình trạng co giật miên man, thoi thóp thở. Đêm đến, người giấy sống lại dùng cọc gỗ đâm xuyên họng giết chết anh què. Câu chuyện vợ giấy giết người này là như thế nào thì anh em cùng mò tìm hiểu nha. Chuyện bắt đầu từ đám người đàn ông đang buôn dưa lê ở quán trà đá ven đường của Trần Âm Dương. Thanh niên tên Dương với nickname bốc phét chém gió về tiệm quan tài 20 năm trước. Ngày ấy, ông chủ tiệm cứu được cô gái từ dưới sông lên, ông ta không có con cái nên nhận cô gái ấy làm con nuôi. Trong một đêm mưa gió, có ba người đàn ông tìm đến tiệm quan tài. Ông chủ thấy có khách bèn hỏi có gì cần giúp đỡ. Chúng tôi cần mua quan tài. Ông chủ vớ được mối làm ăn sướng như trúng đề, liền mời ba người kia vào trong nhà bàn việc lớn. Ông ta không hề để ý ba người đàn ông này khuôn mặt nhợt nhạt, không mặc áo mưa cũng không che ô mà không hề bị ướt. Lạ hơn nữa là ba người này khi đi thì nhẹ như bay, khi đứng thì chân không chạm đất. Vào trong nhà, chủ tiệm quan tài lại hỏi, không biết người chết dáng người thế nào, quan tài có yêu cầu gì không? Một người đáp, dáng người gần gần như ông, dùng loại gỗ tốt nhất và sơn bằng chu sa. Họ trả trước 30 đồng bạc, hẹn 7 ngày sau nhập quan sẽ trả nốt 70 đồng. Ông chủ biết loại quan tài này chuyên dùng cho người chết đột ngột, nhưng trong nghề có điều cấm kỵ nên cũng không hỏi nhiều. Bên ngoài trời mưa rất to không về được, một người mạnh dạn mượn nhà của ông chủ để mở sòng bạc. Ông chủ có hai cái nghiện, đó là nghiện rượu và nghiện cờ bạc. Có hai cái này, dù đao phủ chém đầu cha, ông ta cũng không thương xót. Con gái nuôi của ông chủ tên là Hà Tam Cô thấy ồn ào ngó đầu ra xem, thấy cha mình đang đánh bạc với ba người lạ. Cô phát hiện ba người đó đều không có bóng. Tối nay ông chủ đã say rượu nên không hề nhận ra điều bất thường của ba vị khách kỳ lạ này. Một tên bỗng quay lại nở nụ cười với Hà Tam Cô. 6 ngày sau, có ông thầy bói đi ngang qua vào xin nước uống. Thầy bói vừa nhìn đã phát hiện ra ông chủ tiệm quan tài có điều kỳ lạ. Gặng hỏi một lúc cũng biết được ông ta nhận làm quan tài cho ba người lạ và còn ngồi đánh bạc với họ hết 29 đồng. Thầy bói hỏi vết thương trong lòng bàn tay của ông chủ từ đâu mà ra, đánh bạc thua nhiều làm vợ bát xúc xác bị cớ vào tay. Lúc này, thầy bói hốt hoảng thông báo cho ông chủ tin dữ, đại nạn sắp đến. Ngày sinh thần của ông cũng chính là ngày tổ chức hậu sự. Ông thật to gan, dám đánh cược với cả người chết. Ngày mai chính là ngày sinh thần của chủ tiệm quan tài. Ông dần mình sợ hãi xin thầy bói giúp đỡ. Nể tính ta và ông có duyên, ta sẽ chỉ cho ông một chiêu. Ngày mai đến đêm, ông hãy trốn dưới gầm quan tài, cho dù ai gọi ông cũng không được ra. Theo như lời giải thích của thầy bói thì người chết cơ thể rất cứng, không cúi người xuống được. Nếu không tìm thấy họ sẽ bỏ đi. Đêm hôm sau, quả nhiên ba người kia đã đến. Ông chủ tiệm thì trốn dưới gầm quan tài run cầm cập, không dám mở mắt ra nhìn. Ba người kia tìm một hồi mà không thấy chủ tiệm đâu. Ngay khi ông ta mở mắt ra mới biết mình đã bị phát hiện. Đúng là ba người này cơ thể rất cứng, không thể cúi người xuống, nhưng họ lại có thể trồng cây chuối được. Đêm hôm đó, có người thấy chủ tiệm đứng trước một cái giếng rồi cười. Sáng hôm sau, dân làng nhìn thấy ông ta đầu hướng xuống dưới, bị dây giếng thắt cổ mà chết. Chiếc quan tài sơn bằng chu sa mà ba người kia đặt lại dùng cho ông chủ tiệm quan tài. Trở lại quán trà đá ven đường, thanh niên Vương Nhị Què không tin chuyện ma quỷ, liền bảo do Tam Cô bịa ra mà thôi. Đã thế lại còn chửi Dương bốc phét chỉ được cái ăn nói linh tinh. Ngày trước, Vương Nhị Què thường xuyên điểm canh đi qua tiệm quan tài ấy. Anh ta nghe thấy bên trong có tiếng đánh đập và khóc lóc của con gái. Hơn thế nữa, anh ta còn tận mắt thấy nửa đêm Tam Cô chạy đi mua thuốc phá thai, chém gió cả buổi mới dần mình phát hiện có hai người lạ mặt đang đứng nghe kể chuyện, đó là Diêm Dương Nhất và Bảo Hồ Lô. Họ là người đi tìm báu vật vô tình lạc vào trấn này. Dương bốc phét dọa rằng trấn Âm Dương này là nơi vào được nhưng không ra được. Những người muốn ra khỏi trấn đều chết một cách bất đắc kỳ tử. Đầu tiên là Đại Khuê làm thợ rèn ở thôn Tây. Anh ta sống chết cũng không tin ra khỏi trấn sẽ chết nên quyết định bỏ đi. Đêm hôm đó, Đại Khuê như người mất hồn, chui đầu vào lò rèn mà chết. Tiếp theo là thợ mộc tên Tam Thái ở thôn Đông. Anh ta lừa mọi người lên núi chặt củi nhưng mục đích tìm cách rời khỏi trấn, kết cục là bị chết ở trong rừng. Không lâu sau, Mãn Thương đánh cá ở phía bắc trấn treo thuyền bỏ trốn. Hôm ấy không sóng không gió nhưng chiếc thuyền của anh ta vẫn bị lật. Theo lý mà nói, người này là ngư dân bơi rất giỏi, không thể chết đuối dễ dàng như vậy. Người dân trong trấn đồn rằng dưới nước có thứ gì đó đã giết chết Mãn Thương. Sau đó là tên Tôn Béo làm đồ tể ở phía nam trấn. Vợ hắn bỏ trốn cùng Mãn Thương và bị chết đuối khiến anh ta trở nên điên loạn. Cầm con dao trên tay, hắn tuyên bố sẽ chém bất cứ ai cản đường không cho hắn bỏ đi. Kết quả người dân phát hiện hắn đã chết trong lò quay heo của mình. Cuối cùng là thầy giáo Lã Tu Nhân. Ông là người có tri thức kịch liệt phản đối những điều mê tín dị đoan ấy. Người dân phát hiện ông ta quỳ trước miếu bà, đầu cắm trong đất, tự mình lấp đất rồi chết ngạt. Vừa kể xong thì có ông lão điên chạy tới. Ông ta hát bài về rất kỳ lạ rồi lại nhanh chân chạy đi. Dương Nhất và Hồ Lô cũng không hóng hớt nữa mà chào tạm biệt Dương Bốc Phét để di chuyển vào trong trấn. Trong này đông vui náo nhiệt, khác hẳn những câu chuyện ma quỷ mà họ vừa được nghe. Hai người dừng chân tại quán thịt lợn. Dương Nhất ném cho ông chủ một túi tiền đề nghị mua lại miếng gỗ thái thịt. Tôi mới xây nhà chưa tìm được bàn thái phù hợp, cái của anh kích thước vừa khớp nên bán lại cho tôi nhé. Chủ quán cũng thật thà bảo rằng anh muốn mua thịt thì bao nhiêu cũng có, còn những thứ trong quán của tôi là của Hà Tam Cô. Đúng lúc ấy, Hà Hoa đệ tử của Tam Cô xuất hiện. Cô thấy hai người lạ này bỏ ra rất nhiều tiền chỉ để mua miếng thái thịt thì liền nghi ngờ.
Hào ha hất nước dính máu heo lên miếng gỗ, nó ngay lập tức hút hết nước. Nhận thấy miếng gỗ này bất thường, liền cho người cưa đôi nó, phát hiện bên trong có cái lỗ lớn. Một con rết khổng lồ bất ngờ bay ra, Dương Nhất nhanh tay nhặt con dao phi một phát đứt đôi con rết. Một viên ngọc lan ra từ trong người con rết. Hà Hoa biết nó là báu vật, liền cướp luôn khỏi tay của Dương Nhất và Hồ Lô. Hai người đuổi theo Hà Hoa tới quán trà thì gặp con gái của Trường Trấn tên Tiểu Nhã. Vừa nhìn thấy Dương Nhất đẹp trai, Tiểu Nhã thì trứng đã rụng như sung. Hà Hoa hỏi Dương Nhất sao biết trong miếng thái đó có báu vật. Dương Nhất cũng không ngần ngại trả lời. Tiệm thịt là nơi ruồi muỗi thích đến, nhưng chỗ này lại không có nổi một con ruồi, chắc chắn bên trong có báu vật. Vậy viên ngọc đó có thể làm gì? Viên ngọc này do hút tinh hoa trong cơ thể con rết lâu ngày tạo nên, theo truyền thuyết thì là ngọc tránh gió. Nói nhăng nói cuội một hồi, Hà Hoa kéo Tiểu Nhã bỏ đi để Dương Nhất và Hồ Lô ở lại bơ vơ. Ngay khi hai người định rời khỏi trấn này thì Dương bốc phét ngồi bàn bên tiến đến ngăn lại. Hắn ta bắt đầu kể chuyện của ông lão điên đã gặp ở quán trà đá. Ngày trước, ông ta họ Lưu và chưa điên như bây giờ. Đêm hôm ấy, lão Lưu đi làm đồng về thì trời đổ mưa to nên phải chạy vào miếu bà để trú. Ông ta sợ hãi quỳ lại xin bà đừng trách bởi bất đắc dĩ mới phải vào đây. Đúng lúc ấy lại lên cơn đau ỉ, bế đít một hồi không nhịn được nữa buộc lão Lưu phải xả ngay trong miếu. Tượng bà bất ngờ quay đầu lại khiến lão Lưu càng thêm sợ hãi. Nhìn xuống chân thấy có hai bàn tay đưa giấy đỏ và giấy trắng ra cùng giọng nói cất lên, ngươi muốn giấy đỏ hay giấy trắng? Giấy đỏ 3 ngày sau chết, giấy trắng thì 5 ngày sau chết. Tượng bà biến mất khiến lão Lưu sợ tới nỗi hét vang cả khu rừng. Khi lão Lưu quay về chỉ còn chút hơi thở, Tam Cô nể tình Hà Hoa là con nuôi nên đã cứu lão Lưu một mạng. Trở về từ cửa tử nhưng lão Lưu lại điên điên khùng khùng cho đến bây giờ. Hồ Lô thắc mắc về nguồn gốc của miếu bà được Dương bốc phét trả lời. Nhiều năm trước, khi Trường Trấn cũ còn song trấn, có một nhà giàu bị cháy, trong nhà có đầy đủ gia trẻ lớn bé. Bà cụ vừa trở về thấy vậy liền cầu xin mọi người giúp đỡ nhưng không ai chịu dập lửa, ngay cả ông Trường Trấn kia cũng không nói câu nào. Bà cụ chửi họ là đám người vô nhân tính rồi xông vào căn nhà đang cháy, thế là cả nhà đều bị thiêu rụi trong ngọn lửa. Mấy hôm sau, ông Trường Trấn cũ đi săn, khi trở về trên lưng ngựa chỉ còn mỗi phần thân không có đầu. Mọi người đều tin do bà cụ chết cháy đã nguyền rủa cả trấn thế nên ông Trường Trấn mới đến lập tức cho xây miếu bà. Ông lão họ Lã ngồi bàn bên nghe thấy, tức giận mắng chửi Dương bốc phét ăn nói hàm hồ. Ông cho dù chết cũng không tin vào mấy chuyện giả ma giả quỷ này. Dương Nhất và Hồ Lô tò mò nên nửa đêm đi vào rừng thám hiểm miếu bà. Nơi này âm u lạnh lẽo tới lạnh sống lưng, cùng mùi hương lạ không giống chướng khí. Những ảo giác bắt đầu xuất hiện, Dương Nhất thấy Hà Hoa mang trả viên ngọc lại cho mình. Cứ như vậy, Dương Nhất tiến đến chỗ Hà Hoa nhưng bị Hồ Lô ngăn lại. Thật ra chẳng có Hà Hoa nào cả, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Dương Nhất dần mình khi thấy trước mắt là sợi dây thừng treo cổ đã được buộc sẵn. Để không hít phải chướng khí gây ảo giác, hai người đeo khăn ướt và buộc dây vào nhau cho chắc ăn. Đi được một đoạn tới nghĩa địa, Hồ Lô thấy bia mộ ghi tên của mình, ngày mất chính là ngày hôm nay. Chưa kịp thông báo cho Dương Nhất đã thấy sợi dây trên tay mình nối với một ngôi mộ. Bên trong ngôi mộ ấy là thi thể của chính mình. Sợ quá, Hồ Lô vừa chạy vừa la hét, Dương Nhất phải tát cho một phát mới tỉnh lại. Quá mệt mỏi và sợ hãi, cả hai rủ nhau bỏ về nhưng lại vô tình đi ngang qua miếu bà. Ảo giác xuất hiện ngày càng nhiều khiến cả hai mệt quá ngất đi. Chỉ khổ thân cho Hồ Lô buồn ỉa tới mức cướp sắt ra khỏi đít mà nghĩ đến giấy xanh giấy đỏ vẫn phải cố nhịn. Đến khi tỉnh lại thì đã ở trong tiệm quan tài của Tam Cô, Trường Trấn và rất nhiều người khác đều có mặt ở đây. Tam Cô bảo rằng trời vừa sáng đã thấy hai người họ nằm ngay trước cửa rồi. Lát sau, Dương bốc phét cùng mấy người nữa khiêng Vương Nhị Què đến, trông anh ta co giật mồm méo sạch như mấy thằng chơi đá. Trường Trấn thấy vậy liền bảo tên thầy bói Lưu chuột thối mồm, việc tốt đoán sai, việc xấu đoán chuẩn. Chả là thanh niên Vương Nhị Què này xấu xí, được xếp vào hạng ấy bền vững không ai thèm lấy. Bi quá nên nhờ Tam Cô làm cho một người giấy về làm vợ. Tình cờ đi ngang qua chỗ thầy bói Lưu chuột và được khuyên cái thứ này không dành cho người sống vì sẽ mang đến điểm hung. Nhị Què không tin liền bảo lão Lưu chuột bói cho một quẻ. Vương Nhị Què không biết chữ nên gạch đại một nét là thành chữ nhất. Bất ngờ có cơn gió thổi tờ giấy bay sang ngay chỗ con dao của hàng thịt bên cạnh. Thầy bói nhận định rồi bảo đây chính là quẻ tử. Vương Nhị Què tức giận nói, tôi sẽ đợi xem khi nào tôi chết, nếu không chết tôi sẽ đập nát sạp bói của ông. Ấy vậy mà vừa mới 3 hôm mọi chuyện đã thành ra thế này rồi. Để làm rõ đầu đuôi câu chuyện, Trưởng Trấn bảo Tam Cô thôi miên Nhị Què. Sau khi mang người giấy về, Vương Nhị Què sống với người giấy như vợ chồng, ăn cùng ngủ, thậm chí còn mua son phấn về bôi cho người giấy. Không dừng lại ở đó, Nhị Què còn lấy máu của mình chấm con ngươi cho người giấy rồi sướng quá hôn vào môi nó một cái. Người giấy vẽ mắt không chấm con ngươi, ngựa giấy làm chân không làm bờm. Căn cứ vào đó thì Vương Nhị Què đã phạm phải cấm kỵ khi lấy máu chấm con ngươi cho người giấy. Tam Cô bảo mọi người khiêng Vương Nhị Què đến trạm xá rồi sai người mang người giấy đi đốt. Ở ngoài đường, ông lại đi ngang qua xe chở bột trắng khiến bụi bám đầy người. Ông vừa đi vừa chửi những việc ma quỷ cũng chỉ là lừa gạt người dân rồi ngồi xuống lấy kính lúp ra đọc sách. Xe hàng vừa nãy lại đi qua một lần nữa khiến bụi bay mù mịt. Ông lão không quan tâm mà vẫn thản nhiên ngồi đọc sách. Bất ngờ toàn thân bốc cháy dữ dội, những người có mặt gần đó chưa kịp cứu thì ông đã chết cháy. Đúng lúc ấy, Dương Bốc Phết chạy tới báo tin người vợ giấy của Vương Nhị Què đã biến mất. Nửa đêm, tất cả xuống lại nhà của Vương Nhị Què, thấy cảnh người giấy cầm cọc gỗ đâm chết Vương Nhị Què. Trong chưa đầy một ngày một đêm đã có hai người chết. Người dân trong trấn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Dương Nhất và Hồ Lô. Tất cả đều cho rằng hai người này mạo phạm miếu bà, khiến bà nổi giận.
Hà Hoa quan sát thấy son môi của người giấy đã trôi hết, cô định sờ tay kiểm tra nhưng Tam Cô ngăn lại vì sợ dính điều xui xẻo. Tam Cô cũng sai Dương Bốc Phét mang người giấy đốt trên giá gỗ liễu. Tất cả những chuyện này đã bị thợ khâu xác tên Dư Vượng Tài nghe lén. Đêm hôm ấy, Dư Vượng Tài ngồi trong phòng bỗng hít phải chướng khí sinh ra ảo giác. Sáng hôm sau, anh ta đã bị những sợi chỉ xuyên qua người treo lên trước cửa tiệm quan tài của Tam Cô. Những cái chết liên tục ập đến khiến người dân trong trấn càng thêm xa lánh Dương Nhất và Hồ Lô. Lúc này, chỉ có Tiểu Nhã, con gái của trưởng trấn không kỳ thị hai người này. Thậm chí, người của trưởng trấn còn mang tặng Dương Nhất bức tranh Thiên Lý Giang San đồ vô cùng quý hiếm để làm sính lễ. Dương Nhất nghĩ thế nào mà lại thẳng thắn từ chối. Thậm chí, con chim trong lồng còn nói hai từ chê cô khiến Tiểu Nhã uất ức bỏ đi. Lúc này, trong trấn lại có thêm người chết, đó là chị dâu của Dương Bốc Phét chết đứng ở suối, trên tay vẫn cầm ngọn đuốc đã tắt. Sự việc này càng khiến người dân trong trấn càng thêm ác cảm Dương Nhất và Hồ Lô. Để xoa dịu dân chúng, trưởng trấn và Tam Cô bảo hai người tới một ngôi chùa ở qua đêm. Dương Bốc Phét truyền đạt lại lời của Tam Cô, ngôi chùa đá này thờ thần Phật, tà ma không thể vào được. Hà Hoa cũng đến để trả lại viên ngọc cho Dương Nhất. Hồ Lô dùng lửa thắp hai ngọn nến và đèn trong chùa, một lát sau có luồng khí lạ bay ra từ cây đèn dầu khiến anh rơi vào ảo giác. Mở cửa ra, trước mặt là con đường tối tăm sâu thẳm, đang sợ hãi thì Vương Nhị Què xuất hiện nhưng lại đi xuyên qua người Hồ Lô, bất chợt khung cảnh chuyển qua miếu bà, biết đang bị ảo giác, anh tìm mọi cách để tỉnh lại nhưng không được. Tượng bà đứng dậy, Hồ Lô cũng không sợ mà xông lên, ông đây liều với nhà ngươi luôn. Dương Nhất ngồi nhìn thằng bạn vừa chạy vừa đánh đấm túi bụi vào không khí mà không nhịn nổi cười. Anh hát một gáo nước vào mặt mới khiến Hồ Lô tỉnh lại. Trong khi đó, lão Lưu Điên tìm đến nhà Tam Cô, ông không giả điên nữa mà nói nghiêm túc, định khi nào mới dừng tay đây. Tam Cô sững sờ khi biết lão Lưu chỉ giả điên, ông nói rằng mình buộc phải giả điên để không bị người khác hãm hại. Lần trước Dương Nhất và Hồ Lô sống sót được là lão Lưu âm thầm theo dõi rồi cứu về. Ông cũng tiết lộ sự thật động trời khiến Tam Cô bàng hoàng. Hà Hoa chính là con gái ruột của bà. Ngày xưa Tam Cô được ông chủ tiệm quan tài nhận làm con nuôi. Mỗi lần say rượu, ông ta đều đánh đập và cưỡng hiếp khiến Tam Cô mang thai. Không thể chịu đựng thêm, Tam Cô lén bỏ thuốc vào rượu rồi cõng ông ta đến giếng nước. Vụ án ông chủ tiệm quan tài chết bên giếng nước là do Tam Cô chứ không phải do ma quỷ gì cả. Sau đó Tam Cô sinh ra em bé rồi bỏ đứa bé ấy bên cầu. Lão Lưu đi ngang qua thấy vậy liền mang về nuôi. Mấy năm sau, ông đưa đứa bé trở lại trấn Âm Dương, đặt tên là Hà Hoa và đưa đến chỗ Tam Cô học nghề. Tam Cô quá sốc trước sự thật này, tức giận mà đuổi lão Lưu đi. Trở lại với Dương Nhất và Hồ Lô trong ngôi chùa đá, Dương Nhất giơ viên ngọc ra để xua đuổi chướng khí mới biết nó xuất phát từ cây đèn dầu. Nghe thấy có tiếng động, Dương Nhất bảo Hồ Lô lấy ra phấn hoa mạn đà la. Ba người mặc áo đen kéo đến liền thấy Dương Nhất và Hồ Lô đã treo cổ chết. Một trong số đám người áo đen đấy chính là Dương Bốc Phét. Sáng hôm sau, trong trấn tổ chức một buổi lễ, thanh niên Dương Bốc Phét được cử lên làm MC. Hắn ca tụng trưởng trấn đã lãnh đạo giúp cho người dân được ấm no hạnh phúc. Đột nhiên Dương Nhất và Hồ Lô bấn nắp quan tài đi thẳng ra giữa sân khấu. Trưởng trấn ra hiệu cho Dương Bốc Phét thủ tiêu hai người kia nhưng lại bị phản đòn bị đánh ngất tại chỗ. Dương Nhất lộ trần thân phận thật sự của trưởng trấn. Ông ta là Triệu Kim Bưu, người Hà Hứa và là thủ lĩnh của đám thổ phỉ khét tiếng. Những món bức họa quý giá trong nhà đều do ông ta cướp được mà có. Ngày trước, hắn ta nhân lúc trưởng trấn cũ ra ngoài đi săn đã đặt bẫy hại chết trưởng trấn. Sau đó hắn tự ngụy tạo lá đơn bổ nhiệm rồi ngang nhiên trở thành trưởng trấn mới với cái tên Triệu Ngọc Tam. Để che giấu những chuyện này, hắn đã bịa đặt ra những câu chuyện ma quỷ để không ai dám ra khỏi trấn. Dương Nhất cũng giải thích về những cái chết bí ẩn diễn ra trong trấn. Đầu tiên là cái chết của ông lão Lữ Cập Đệ. Ông ta là thư sinh nghèo, chỉ có hai bộ quần áo. Kẻ xấu đã rắc bột phốt pho lên một bộ phơi trước nhà, giờ giấc sinh hoạt mọi người đều biết rất rõ. Chiếc xe chở bột trắng hôm ấy có một nửa là phốt pho, một nửa là bột mì. Họ cố tình phủ chúng lên người ông lão theo cách mà ai cũng nghĩ là vô tình. Vì ông lão mắt kém phải dùng kính lúp đọc sách, ánh nắng chiếu vào kính lúp hội tụ tại một điểm kết hợp với phốt pho tạo ra lửa. Như vậy có thể đánh lừa mọi người, cái chết của ông lão là chết bất đắc kỳ tử. Cái chết của Vương Nhị Què cũng chẳng phải ma quỷ gì, Dương Nhất lấy ra nấm phán quan rồi nói rằng bất kỳ ai ngửi hay ăn phải sẽ sinh ra hiện tượng lạ, người như bước vào cõi chết thoi thóp nói rằng. Anh suy luận rằng Tam Cô đã nghiền mịn nấm này rồi trộn bột màu làm thành son môi cho Vương Nhị Què bôi lên môi người giấy. Ngày nào Vương Nhị Què cũng ôm hôn người giấy dẫn đến trúng độc. Dân chúng vẫn thắc mắc tại sao hắn chết rồi mà nửa đêm vẫn nghe tiếng điểm canh của hắn. Tiếng điểm canh ấy phát ra từ miệng con chim của trường trấn. Còn gã thầy bói kia đã nhận tiền của trường trấn nên Vương Nhị Què có viết gì cũng bị bói thành quỷ tử. Cái chết của thím Lý, chị dâu của Dương Bốc Phét cũng được giải thích. Bà ấy muốn bỏ trốn khỏi trấn đã bị trường trấn sai người truy sát. Trên cổ và tay vẫn còn vết bầm tím do hung thủ tạo nên. Sau khi giết chết nạn nhân, hung thủ đợi thi thể cứng lại rồi đào hố, lấy đá chèn vào chân tạo ra cảnh chết đứng giữa suối. Đến nước này, Hà Tam Cô cũng đã đứng dậy, nhận mình là người đã giết ông chủ tiệm quan tài cũ. Chuyện bị Triệu Kim Bưu phát hiện, ông ta lấy đó làm cái cớ để uy hiếp Tam Cô phải làm việc cho mình. Nhận hết mọi tội lỗi, Tam Cô cũng nhận Hà Hoa là con gái ruột dưới sự đỡ lời của lão Lưu. Chưa kịp đoàn viên với con gái đã bị trường trấn dùng súng bắn chết. Hắn như phát điên, lộ ra bản chất của thổ phỉ khi cầm súng điên cuồng bắn những người có mặt ở đó.
Dương Nhất ném bùn đập phán quan khiến hắn rơi vào ảo giác. Trong ảo giác, những người đã chết dưới tay hắn đồng loạt xuất hiện. Hắn dùng súng bắn trả nhưng lại vô tình bắn trúng con gái ngoài đời thật. Quá đau lòng về cái chết của con gái, hắn dùng súng để tự sát. Những câu chuyện ma quỷ về Trấn Âm Dương đã được Dương Nhất và Hồ Lô làm sáng tỏ, tìm lại công lý và oan ức cho những người đã chết. Bộ phim đến đây là hết rồi. Anh em thấy hay thì cho Mọt một like và để lại ý kiến của mình trong phần bình luận cho Mọt và mọi người cùng biết nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. I love you Trịch Trịch. Bye bye. Đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để ủng hộ chúng tớ nhé các bạn thân mến. Cảm ơn các bạn rất nhiều.